Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cận cảnh quá trình làm một chiếc lồng để nuôi chim gì cũng được. Lồng thì cao 1,5 m, rộng 60, dài 1,5 m. Dùng để nuôi chim đẻ, nuôi chim kiển chơi cũng được. Sắt thì mình chuẩn bị 8 cây 1,5 m. Tám cây 60, còn lại một cây dư thì mình cắt 48 để làm cửa, sử dụng máy hàn và que hàn để mình hàn lại lưới.
tôm. Phụ tay hai. Lên đó. Úp lại. Cẩn thận tất cả các góc đều nóng. Chơi kiểu tay ngang. Rồi, nào, cái miếng bánh của con mà mày đọc đi à. Mày đang uống cái gì? Miếng ăn. Con đọc bài mà con đòi ăn bánh là sao, con nói mẹ nghe coi. Con ăn tay thì có. Hello.
trời thấy mát mát rồi ta. Đau lực quá. Thank you.
ai cũng khó vậy trời. Ở đâu bên kia kìa. Không thấy đường cũng khó nữa, mấy anh chim le đuổi hết. Có gió nè. Ủa dễ mang được chứ. Ung kiểu này một chặt chết chùm hết luôn á. Bà biểu con nhìn vô đây hả? Hùng dữ ta. Thôi thì có gió kệ đi chứ giờ làm gì chợ. Tại tao rác mà. Sớm canh cơ gió vô hướng nhà mình đó trời à. Mà nó rác cũng ai mà canh vô hướng nhà mình đâu. Mình đốt rác mà mình đốt vào buổi sáng. Không có gió. Gió cũng sợ, gió nó bay bớt rồi. Cái chuyện hồi nó ngược lại hết.
toàn gió đông không, em nghĩ kiếm đâu ra gió kia. Cho nên đông về trong về chạy không? Cái khung này rác rác ra tiệm người ta làm 15-20 phút mà. Mà nói nhà mình hàng một buổi chưa xong. Ghê thiệt chứ. Giờ anh làm có chưa hơn nửa tiếng anh làm gì ghê vậy? Dân tay ngang chưa bao giờ học cái hàng cách chơi mua mấy hàng về hàng luôn mới ghê. Quay lại coi có đuôi không, quay lại coi. Quay lại coi cái đuôi quạnh quạnh không. Biết là nhục rồi. Biết là nhục chứ con có đọc chơi. Con tin tưởng con mẹ cho con chúa đâu. Cảm bo chưa bị ăn đòn chưa chưa nhớ. Mẹ mày dỗ một cái là con thay răng mới luôn á. Trong thùng hết rồi mà. Thank you.
Thank you.
xe tao hồi em về mà. $400 là giá rẻ rồi đó. Mẹ bé chim này á, thông thường là giá nhiêu không? 600-700 một con. Thank you.
Ok, bạch hành. Nước bột. Tiếp tục thì ngày hôm qua. Đưa hết cái đống cản qua cho anh. Nhanh đi, đừng có hỏi lại nhiều.
mua đồ rồi. Ba, con hỏi mẹ chưa? Hả? Chưa hỏi mẹ con đi rồi. Thì mày đợi mẹ mày về mày hỏi. Tao cho mày coi chút nữa mày về mẹ mày quýnh mày cũng bán 1 triệu rồi. Quá nó không đỡ
dế. Bi đủ rồi Bi. Mày chủ hoài mày không mệt á. Mày không mệt chứ tao mệt rồi đó.
một tí thôi, sủa gì mà sủa hoài đấy. Xuầy đúng không? Xuầy đúng không? Dạ. Nhiều hộp. Mệt quá. Giờ tốn có 2-3 cọng kẽm mà còn lại là tự nó niệt nó không. Nay chơi khỏi phải đang giống như hôm bữa mệt lắm phải không? Không để ý là không thấy cái đường nó luôn á. Chưa làm xong nhiệm vụ đi vòng